Sáng ngày 20 tháng 5, xã Đồng Lương, Công an xã Đồng Lương phối hợp với trường trung học cơ sở Đồng Lương tổ chức ra mắt mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông tại trường trung học cơ sở xã Đồng Lương. Đây là mô hình điểm đầu tiên trên địa bàn xã. Tới dự có Thượng tá Hà Thành Trung, Phó trưởng Công an huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo xã Đồng Lương. Trường trung học cơ sở Đồng Lương hiện có hơn 20 cán bộ giáo viên, nhân viên và hơn 260 học sinh. Trường đặt tại địa chỉ thôn Cui, xã Đồng Lương với địa hình tương đối thuận lợi về giao thông ngay trục đường quốc lộ 15A, liên huyện là tuyến giao thông trọng điểm, mật độ phương tiện nhiều. Bên cạnh đó, số lượng học sinh, giáo viên cùng phương tiện tham gia giao thông trong trường lớn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các giờ cao điểm khi học sinh đi học và tan trường. Cùng với đó là các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, nguy cơ bạo lực học đường, nguy cơ bị xâm hại luôn có thể xảy ra trong và ngoài trường học. Trước thực tế này, để góp phần tập hợp, thu hút, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, năng lực hoạt động sáng tạo, tham gia trực tiếp của cán bộ giáo viên, hội cha mẹ học sinh và học sinh trong toàn trường, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Lương, Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã đã thống nhất xây dựng mô hình điểm trường trung học cơ sở Đồng Lương với công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại trường trung học cơ sở xã Đồng Lương. Với 15 thành viên ban chỉ đạo mô hình, cùng các lực lượng vào cuộc có trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đến giáo viên, học sinh, nhân viên của nhà trường và nhân dân sống quanh khu vực cổng trường, trực tiếp duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực cổng trường trong các khung giờ cao điểm. Để mô hình đi vào hoạt động có hiệu quả, Ban chỉ đạo mô hình, Công an xã cùng với nhà trường đã phân công trách nhiệm và ban hành quy chế tổ chức hoạt động của mô hình với các nội dung về phân công lực lượng bảo vệ, cán bộ nhà trường, lực lượng xung kích, đội viên vào các giờ cao điểm, tổ chức tuyên truyền nhắc nhở học sinh, phụ huynh học sinh đưa đón con, đậu đỗ xe đúng quy định, chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh, giáo viên, phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm, đồng thời xây dựng các nội quy quy chế bảo vệ nhà trường, tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn, đảm bảo các hoạt động bình thường về dạy và học, xây dựng tiêu chí trường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, không vi phạm về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách có tinh thần trách nhiệm cao và kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự an toàn giao thông. Đây là mô hình nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục học sinh, cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tham gia giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong mọi hoàn cảnh, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho học sinh và phòng ngừa phát hiện, đấu tranh xử lý các trường hợp học sinh gây gổ đánh nhau, các đối tượng nghi vấn có khả năng trộm cắp, cướp giật tài sản, lợi dụng đông người để thực hiện các hành vi phạm tội, các trường hợp tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng, gây thương tích và các hành vi vi phạm pháp luật hình sự khác. Tại buổi lễ ra mắt mô hình, đại diện phụ huynh và học sinh các khối lớp đã ký giao ước thi đua, cam kết thực hiện hiệu quả mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trường trung học cơ sở xã Đồng Lương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi ra mắt, Thượng tá Hà Thành Trung, Phó trưởng Công an huyện đã đánh giá cao ý nghĩa của việc thành lập mô hình có tác động tích cực trong việc đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng nhà trường văn hóa thân thiện, an toàn, hạnh phúc. Đồng chí cũng khẳng định vai trò gương mẫu trách nhiệm của các lực lượng trong công tác phối hợp tham gia mô hình. Thông qua mô hình, đồng chí cũng mong muốn trường trung học cơ sở Đồng Lương tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tới cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh trong việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật khác trong lứa tuổi học sinh, qua đó xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, giúp các em học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui.